của em cũng chấp hành đi. Thực hiện cái kế hoạch cao điểm của Giám đốc Công an thành phố Hà Nội về tăng cường xử lý các vi phạm trật tự đô thị, an toàn giao thông trên toàn thành phố và thực hiện cái kế hoạch của Ban chỉ đạo 197 Ủy ban nhân dân quận Thanh Xuân, thì đội cảnh sát giao thông Công an quận Thanh Xuân đã tăng cường tham mưu cho Ban chỉ huy quận cũng như là lãnh đạo Ủy ban quận để ra những cái kế hoạch thực hiện riêng của đội cảnh sát giao thông. Chúng tôi đã tăng cường xử phạt vi phạm trật tự đô thị trên toàn quận cũng như là các cái lỗi không đội mũ bảo hiểm, rồi vi phạm trật tự đô thị và trật tự an toàn giao thông, và tăng cường xử lý các cái loại xe dừng đỗ, xe quá khổ quá tải, và tăng cường xử lý cả vi phạm về nồng độ cồn. Thế là riêng trong ngày hôm nay chúng tôi ra quân đã xử lý được 15 trường hợp vi phạm trật tự đô thị, rồi những cái lỗi không đội mũ bảo hiểm, những cái lỗi xe dừng đỗ. Và chúng tôi được tiếp tục tăng cường trong cái thời gian cao điểm, là chúng tôi tiếp tục duy trì và tăng cường thường xuyên xử phạt đồng loạt trên phối hợp cùng các phường, mà ra hàng ngày sẽ ra quân từng phường một, sẽ xử lý các cái lỗi vi phạm về trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông như trên. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng tuyên truyền và nhắc nhở những người dân tham gia giao thông là mục đích nhằm hạn chế những cái việc người dân vi phạm, để đồng thời là chấp hành những cái luật lệ an toàn giao thông, để trên cùng phối hợp với cả lực lượng công an để đảm bảo cái việc duy trì cái sự an toàn cho người dân trên các tuyến đường. Ngay từ những ngày đầu năm thì Ủy ban nhân dân phường đã chỉ đạo Ban chỉ đạo 197 phường xây dựng cái kế hoạch tổ chức tuần tra, tuyên truyền nhắc nhở và xử lý đối với các hộ buôn bán trên mặt đường Nguyễn Trãi, Nguyễn Xiển và phố Triều Khúc, là ba tuyến đường chính của Ủy ban nhân dân phường quản lý. Tuy nhiên là đối với công tác trật tự đô thị thì cái vấn đề tuyên truyền là cái vấn đề quan trọng nhất. Thì từ lãnh đạo Đảng ủy, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc của phường, hệ thống chính trị từ phường đến khu dân cư thường xuyên tổ chức tuyên truyền vận động người dân là thực hiện tốt về công tác đảm bảo trật tự đô thị, nhất là các hộ kinh doanh, và vệ sinh môi trường để đảm bảo cảnh quan đô thị trên địa bàn phường. Hàng tuần chúng tôi đều tổ chức lực lượng đi tuần tra kiểm soát, tuyên truyền và xử lý nghiêm đối với các trường hợp vi phạm theo như cái cam kết từ đầu năm của các hộ đã ký với Ban chỉ đạo 197 phường. Như các đồng chí cũng đã thấy là lực lượng đi làm và chúng tôi là nhắc nhở, tuyên truyền là chính. Tuy nhiên đối với những cái hộ cố tình vi phạm thì chúng tôi kiên quyết xử lý nghiêm.